Thì ra Linh Ca sử dụng số tiền hàng trăm triệu đồng kiếm được hàng tháng để chi tiêu vào việc này. Nếu ai đó nghĩ rằng Linh Ca đang ăn bám bố mẹ mà không chịu khó học tập, rèn luyện, tối ngày livestream vô công rồi nghề thì khi nghe những bí mật từ quản lý của cô, chắc chắn họ sẽ có suy nghĩ khác. Linh Ka là hiện tượng mạng nhỏ tuổi nhất, nhưng sức ảnh hưởng đến cộng đồng mạng lại không hề nhỏ bé như số tuổi của cô. Dù mới 15 tuổi nhưng Linh Ca đã sở hữu vô số fan hâm mộ trên Muvik, tài khoản YouTube 100.000 đăng ký với nút bạc sáng chói từ ứng dụng này. Chưa kể mỗi lần xuất hiện, cô bé nhỏ nhắn lại gây ra tranh cãi không nhỏ, tạo hiệu ứng ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng mạng, dù hiệu ứng đó có thể là tiêu cực. Gần đây Linh ca trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ, những lần ăn mặc không hợp mốt và những scandal lộ liễu. Chính vì vậy, cô bé 15 tuổi không nhận được thiện cảm từ nhiều người lớn tuổi hơn. Họ cho rằng Linh Ca đang ăn bám bố mẹ, tại sao không dùng sự ngoan ngoãn học giỏi của mình để đền đáp cha mẹ thay vì tối ngày làm trò cười trên mạng xã hội. Thế nhưng mới đây, quản lý vinh gấu của Linh Ca đã tiết lộ số tiền cát xê của Linh Ca lên đến hàng chục triệu đồng. Theo một số nguồn tin thân cận tiết lộ, chi phí cho mỗi lần chụp ảnh quảng cáo hay video quảng cáo của Linh Ca cho các hãng mỹ phẩm hay các công ty cũng lên đến con số hàng chục triệu đồng. Đây là một con số không phải ca sĩ nào cũng có thể nhận được ngoài những gương mặt tên tuổi và có chỗ đứng nhất định. Thế nên có thể nhận thấy rằng trong một tháng, chỉ cần Linh Ca nhận 4 show quảng cáo là cô bé cũng bỏ túi hơn 100 triệu đồng, dễ dàng như trở bàn tay. Chính vì vậy, nguồn tin này khẳng định Linh Ca đã mua ô tô cho cha và sửa nhà cho mẹ. Cô còn gửi cho mẹ tiền để gửi ngân hàng tiết kiệm và đóng học phí. Cô đã tự lập và giúp đỡ bố mẹ ở tuổi 15. Nguồn tin chưa xác thực, nhưng rất nhiều người hoài nghi về tính xác thực của nó. Có thể đây chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi của Linh Ca, nhưng cũng có thể là sự thật khi showbiz ngày nay càng giảm nhí thì lại càng kiếm được tiền. Bạn cùng trường tiết lộ tất tần tật sự thật cực sốc về Linh Ca, bạn bè thầy cô đều không ưa. Confession giấu tên của một người tự xưng là bạn cùng trường với Linh Ca đã hé lộ tất tần tật sự thật về cô nàng hot tin 10X nổi tiếng bậc nhất Hà Thành hiện nay. Không rõ sau khi đọc xong đoạn Confession này, cảm xúc của người đọc đặc biệt là những anti-fan của Linh Ca sẽ như thế nào. Dù ít tuổi, chỉ mới 15, nhưng linh ca là một trong những tên tuổi gây được sự chú ý nhất hiện nay trên mạng xã hội thậm chí sức ảnh hưởng của cô bé còn vượt tầm nhiều hot girl hot boy chính x từng nổi tiếng một thời nhưng buồn rằng sự ảnh hưởng của linh ca không phải là tích cực nếu không muốn nói là tiêu cực cục bộ bất cứ ở đâu có tin tức về linh ca đọc comment có thể thấy hầu như là những bình luận không mấy tốt đẹp dành cho cô bé nhiều người còn gọi linh ca là ung thư tuy nhiên xét cho cùng sự việc gì cũng cần xem xét thấu đáo nhìn nhận hai chiều, không nên để những tin tức có phần không đúng sự thật ảnh hưởng đến sự phán xét khách quan của chúng ta dành cho Linh Ca. Mới đây một tài khoản mạng xã hội tự nhận là bạn học cùng trường với Linh Ca, có quen và hiểu biết với cô nàng, đã lên mạng xã hội bày tỏ tất cả những gì người đã biết về Linh Ca. Đoạn status dài hơn 2.000 từ đã khiến không ít dân mạng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác theo người này linh ca không hề thân thiện và nhận được tình cảm tốt đẹp ở trường ngược lại cô bé còn bị khá nhiều bạn bè ghét thậm chí thầy cô cũng không hài lòng vì bạn ấy có thái độ không đúng mực thường xuyên cãi lại và nói xấu giáo viên vì vậy các giáo viên cũng không thích bạn này đặc biệt rất nhiều lần linh ca ăn mặc đua đòi không đúng đồng phục trang điểm làm tóc và luôn đi cùng hội bạn bè của bạn ấy trong trường làm nhiều người chướng mắt gây hình ảnh phản cảm trong môi trường sư phạm chưa kể người này còn thành thật nói rằng sức học của linh ca không như mọi người nghĩ và các trang tin điện tử đưa tin bằng chứng không ở đâu xa khi điểm thi của linh ca đã phản ánh rất rõ điều đó quan trọng nhất người này cũng có thái độ khách quan khi đưa ra nhận xét về những vụ lùm xùm bấy lâu nay như nhắn tin xến số với long hoàng những tin nhắn cho rằng linh nhắn tin cho vinh gấu để đăng tooth câu like tự đánh bóng tên tuổi đuổi long bi ra khỏi nhóm cảnh khóe hoàng yến chi bi hoàn toàn là sai sự thật sau khi đọc status về linh ca nhiều người mường tượng trong một cô học trò bé bỏng nhưng thích chơi trội thích nổi loạn ở trường lớp đúng như mô tuyết trong một số bộ phim về học đường trên thế giới chắc chắn với tính cách và cách thể hiện như vậy nhiều người sẽ kết bỏ linh ca nhưng suy cho cùng cô bé ấy mới chỉ 15 tuổi tuổi nổi loạn và hiếu thắng nên cũng cần có sự che chở bảo vệ và bao dung hy vọng rằng cộng đồng mạng sẽ có một cái nhìn chọn lọc khách quan hơn khi tiếp nhận tin tức về linh ca về phần linh ca cô bé nên dành nhiều thời gian để học tập thay vì tối ngày trên mạng xã hội, học hành tốt và xây dựng lại hình ảnh đẹp đẽ. Biết đâu sau này, cô lại trở thành một hiện tượng hot girl trước ghét sau yêu của showbiz Việt. Linh ca 15 tuổi, son phấn chưa là gì, thí sinh 12 tuổi thi idol xứ hàng này mới choáng. Quý vị và các bạn thân mến, được nhiều người biết đến nhờ những video hát nhép trên một ứng dụng trực tuyến, thế nhưng hot tin 15 tuổi Linh ca lại khiến cho cộng đồng mạng gai mắt vì những chiêu trò để nổi tiếng của mình. Mới học cấp 2, Linh Ca đã ăn mặc, trang điểm theo phong cách người lớn và có nhiều phát ngôn gây sốc. Tuy nhiên, phần lớn lời chỉ trích đều cho rằng Linh Ca không nên đua đòi như các hot girl mà nên tập trung vào học tập thì tốt hơn và người ta cũng giật mình vì độ tuổi trưởng thành của thế hệ sau càng ngày càng sớm hơn. Ở Việt Nam, Linh Ca 15 tuổi đã bị chê tới thấp thì ở Hàn cũng có rất nhiều idol thế hệ 10 ít được cho ra mắt hơn. Mới đây, một chương trình thực tế đào tạo idol ở Hàn Quốc gây sốc khi có cả thí sinh mới học cấp 1 dự thi. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như thí sinh này không có vẻ ngoài và vóc dáng già dặn hơn nhiều chính ít. Mới 15 tuổi nhưng Linh Ca đã bị ghét bởi phong cách ăn mặc trưởng thành trước tuổi. Nhiều người cho rằng cách ăn mặc này không phù hợp với một học sinh đang học cấp 2 như Linh Ca. Không chỉ Linh Ca, các học sinh thế hệ mới ít cũng dần trưởng thành sớm hơn. Tuy nhiên Linh Ca vẫn chưa gây sốc bằng thí sinh tham gia Idol School của hàng này là Kim Eun Kyun 12 tuổi. Nếu không đọc lý lịch khó ai nhận ra rằng nữ thí sinh này mới có 12 tuổi, độ tuổi này ở bên hàng cô bé mới chỉ đang cấp 1. Không chỉ gương mặt vóc dáng của Kim Eun Kyun cũng khiến nhiều người trưởng thành phải ngại ngùng. Với vẻ ngoài trưởng thành, phong cách ăn mặc và trang điểm của cô bé cũng già dặn không kém. Nhìn thế này ai cũng nghĩ cô bé phải 18 tuổi. Với chiều cao nổi bật, Eun-kyun đi làm người mẫu từ rất sớm. Tạo dáng rất chuyên nghiệp, không kém các người mẫu đầy kinh nghiệm. Nếu như được lọt top chính trong chương trình thực tế Idol School, Eun Kyun sẽ trở thành idol nhỏ tuổi nhất trong lịch sử K-pop. Eun Kyun cũng có rất nhiều những bộ cánh mà nhiều người lớn chưa chắc đã dám mặt. Thân hình đẩy ra, nở nang của Eun Kyun hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Lên mạng thước tha là thế, nhưng hình ảnh lên Ca ngoài đời thực sự sẽ khiến nhiều người choáng váng thuộc thế hệ 10X nổi bật của giới trẻ Hà Thành. Hot girl Ca, tên thật là Chu Diệu Linh, ngày càng thu hút được sự chú ý của dân mạng bằng những clip hát nhép cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên, mới nổi tiếng chưa lâu, nhưng Linh Ca đã liên tục dính vào những thị phi không đáng có, mang về lượng anti-fan hùng hậu không kém gì fan. Bên cạnh kết quả học tập, nhan sắc của Linh Ca là một trong những vấn đề khiến dân mạng tranh cãi không ngừng về hot girl Hà Thành. Không phải vô lý khi fanpage của cô nàng đã có hơn một triệu lượt theo dõi. Ngoài những clip hát nhép, sự nổi tiếng đến với cô nàng còn có một nguyên nhân khác, chính là gương mặt xinh xắn của Linh Ca. Thế nhưng, Linh Ca liên tục bị dân mạng khui hàng loạt bức ảnh đời thường với vẻ ngoài khác so với ảnh trên Facebook. Vẫn là gương mặt ấy, trang phục phong cách ấy, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai với hình ảnh mà dân mạng luôn thấy ở hot girl 10x này. Cô nàng toát lên vẻ đẹp sang chảnh dù mới ở tuổi 15 nhưng nhìn hình ảnh bị chụp trộm, Linh Ca không còn giữ được thần thái ấy nữa. Có thể thấy Linh Ca đã vô tình bị diêm hàng bởi chất lượng ảnh quá thấp chụp trong điều kiện thiếu sáng. Những hình ảnh khiến dân mạng choáng váng về Linh Ca hiện đang được chia sẻ rất trầm rộ. Dân mạng không choáng sao được khi đây mới là những hình ảnh xinh đẹp mà Linh Ca tự đăng tải. Nổi tiếng khi mới học cấp 2, nhìn kết quả học tập Linh Ca mới biết Phương Mỹ Chi giỏi cỡ nào. Suốt ngày hát hò nhưng thành tích học tập của Phương Mỹ Chi vẫn xuất sắc, còn Linh Ca thì giật mình. Là một ca sĩ nhí được yêu thích nhất hiện nay, Phương Mỹ Chi luôn khiến người hâm mộ phải tự hào về khả năng của mình. Thậm chí, dù chạy show, Phương Mỹ Chi vẫn luôn biết cân bằng thời gian hoạt động của mình. Chính vì thế, thành tích học tập của Phương Mỹ Chi thật sự đáng ngưỡng mộ. Cùng độ tuổi như Phương Mỹ Chi, thời gian gần đây, Hot tin Linh Ca bỗng chốc trở thành cái tên được đông đảo cư dân mạng chú ý. Mặc dù mới học cấp 2, nhưng Hot tin sinh năm 2002 này khiến người ta phải ngao ngán. Không có tài năng nổi trội và chỉ nhờ clip hát nhép nên cô bé không được nhiều người yêu thích. Mới đây, Linh Ca lại bị khui loạt điểm thi vào cấp 3 vô cùng bết bát, khác hẳn mát học sinh giỏi lớp 9 của cô. Mới cấp 2, Linh Ca đã có một kênh YouTube riêng và với lượng đăng ký đủ để nhận nút bạc. Dù vậy, hình ảnh của Linh Ca không mấy đẹp đẽ trong mắt công chúng. Mới đây, sau khi Bộ Giáo dục tuyên bố điểm thi vào lớp 10, kết quả của Linh Ca khiến ai cũng choáng. Tổng điểm hai môn toán văn chỉ có 10,75, trong đó toán được 4 điểm. Số điểm này là khá thấp. Dù có cộng thêm điểm 4 năm cấp 2 học sinh giỏi, điểm nghề cũng không đủ vào trường công lập. Điểm thi này của Linh Ca cũng khiến nhiều người thấy khá vô lý bởi Linh Ca từng khoe thành tích học tập khá tốt của mình. Với 9 năm liên tiếp học sinh giỏi, kém linh ca một tuổi, nhưng khả năng học tập của Phương Mỹ Chi không phải bàn cãi, dù bận rộn giải show nhưng thành tích học tập của Phương Mỹ Chi chưa bao giờ giảm. Phương Mỹ Chi đạt giải ba cuộc thi thuyết trình do nhà trường tổ chức. Bản điểm tiếng Anh khủng, nhận xét của giáo viên về Phương Mỹ Chi. Like